Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dungeons & Dragons, một kênh YouTube với các nội dung liên quan tới board game, solo game board game và tập trung về board game cho cộng đồng nói tiếng Việt. Trong những tập trước thì mình đã giới thiệu sơ cho các bạn về luật chơi của trò chơi Wormholes, một trò chơi dành cho 1-5 người của nhà phát hành AEG. Thì trong tập ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cảm nhận của mình, những cái suy nghĩ, những cái review, những cái đánh giá của mình về trò chơi Wormholes này. Những cảm nhận của mình sẽ xoay quanh về chất lượng thành phần này, thời lượng chơi này, cũng như là số lượng người chơi hợp lý. Ngoài ra nó cũng sẽ bao gồm những thứ mà mình thích, cũng như là những thứ mà mình không thích trong quá trình chơi Wormholes. Mà thôi, không dài dòng nữa, hãy để mình giới thiệu cho các bạn những cái cảm nhận của mình về trò chơi Wormholes, một trò chơi được thiết kế bởi tác giả Peter McPherson và được phát hành bởi nhà phát hành AEG nhé. Bây giờ mình sẽ nói về thành phần game trước đi nha. Thì cái thành phần game ấy nó sẽ không tạo cho mình một ấn tượng đặc biệt nào cả. Thành phần game rất là bình thường luôn. Các bạn sẽ có 100 cái thẻ bài hành khách này, 5 cái con thuyền, mỗi người một con thuyền, và cũng sẽ có 10 cái miếng vũ trụ. Cái mảnh vũ trụ này nó sẽ có hai mặt, thì các bạn sẽ sử dụng cái mảnh vũ trụ này để tạo ra cái khu vực chơi. Thì những ý tưởng này rất bình thường. Tuy nhiên cái điều mình thích nhất trong cái thành phần của cái game Wormholes này ấy, đó là những cái token Wormholes. Họ thiết kế rất là hay luôn. Tại vì cái thiết kế của nó nhìn nó khá là sang chảnh. Nó có hai mặt nhé. Một mặt là khi mà nó chưa vào hoạt động, và cái mặt nó đi vào hoạt động rồi. Thì khi các bạn lật qua cái mặt đi vào hoạt động rồi ấy, các bạn sẽ thấy nó có một cái mũi tên. Thì mục đích của cái mũi tên này là để giúp cho các bạn biết là các bạn sẽ biết được cái vị trí, cái hướng của cái wormhole còn lại trong cái cặp wormhole này. Nên nó rất là thú vị. Kiểu các bạn mở ra cái mũi tên này đây, ồ các bạn biết nếu mà các bạn đi vào cái wormhole đó thì các bạn sẽ biến qua cái khu vực còn lại là ở hướng bên kia. Khá là hay. Thì nó giúp cho các bạn đỡ mất thời gian trong quá trình tìm cái vị trí của cái wormhole. Về thời lượng chơi của game wormhole thì nó là một yếu tố khá đặc biệt. Mình vừa thích mà mình vừa không thích nữa. Tại bây giờ mình sẽ nói về cái phần mình thích trước đi. Thì nếu như mà các bạn chơi đúng với cái đồ của tác giả, thì kể cả khi các bạn chơi 5 người, thời lượng chơi cũng sẽ kéo dài không quá 1 tiếng. Tại vì sao? Tại vì trong cái game này ấy, nó phi ngôn ngữ, các bạn không bị phụ thuộc vào ngôn ngữ này, nên là các bạn sẽ không tốn thời gian đọc hiểu. Một lý do khác nữa đó chính là cái hành động cũng lượt của người chơi thường nó không kéo dài quá lâu. Cái đoạn mà tốn thời gian nhất trong lượt của người chơi ấy, đó là các bạn phải suy nghĩ làm sao, các bạn phải định hình được là các bạn sẽ phải đón hành khách ở đâu, thả hành khách ở đâu, sử dụng wormhole nào, cũng như là sử dụng những cái wormhole nào mà ít cho điểm những người chơi khác nhất. Thì cái đoạn đó là cái đoạn hơi mất thời gian thôi. Nhưng mà các bạn sau khi các bạn chơi 15 tới 20 phút ấy, thì các bạn bắt đầu hình dung được những cái wormhole nó sẽ ở vị trí nào, nó sẽ khu vực nào. Tại vì sao? Tại vì trong quá trình các bạn chơi ấy, những cái vị trí của cái wormhole nó không thay đổi. Các bạn chỉ có thêm vào những cái wormhole mới thôi. Nên thành ra là với những cái wormhole như là số 1, số 2, số 3 ấy của những người chơi, thì các bạn dễ dàng hình dung được và nắm bắt được là những cái vị trí này nó sẽ ở đâu, ở khu vực nào trên cái bản đồ. Về cái lý do mà mình không thích về thời lượng của game Wormholes, đó là nếu như mà các bạn chơi không đúng ý đồ của tác giả, nếu như mà các bạn chơi theo một cái lối mòn khác ấy, thì cái trò chơi này sẽ có thời lượng rất rất là lâu luôn. Nó sẽ có khi kéo dài tới 1 tiếng rưỡi. Không phải bị phụ thuộc vào số người chơi nha. Kể cả khi các bạn chơi 3 người, nó vẫn bị như vậy thôi. Tại vì cái điều kiện kết thúc game ấy, nó bị phụ thuộc vào cái thời điểm cái token kết nối hành tinh nó xuất hiện trên cái chồng token khám phá. Mà cái token kết nối hành tinh nó xuất hiện khi nào? Nó xuất hiện khi mà tất cả các hành tinh đều được khám phá. Có nghĩa là nếu mà người chơi họ không đi khám phá hành tinh, nếu như họ chỉ tập trung quanh việc là bắt hành khách rồi thả hành khách xuống những địa điểm mà tương ứng ấy, thì họ sẽ có được điểm nhiều hơn so với việc phải cất công đi xa hơn để khám phá. Các bạn nghĩ đúng không? Các bạn phải tốn rất là nhiều lượt để đi xa thì mới khám phá được hành tinh. Mà khi khám phá được hành tinh ấy, các bạn được có 3 điểm thôi. Trong khi nếu như mà các bạn đi bắt khách và giao hành khách ấy, thì cứ mỗi hành khách mà các bạn giao được ấy, các bạn được tới tận 2 điểm. Thì nói chung là các bạn chỉ cần giao được 2 hành khách là nó cái công của các bạn nó được nhiều điểm hơn là các bạn khám phá một hành tinh. Thì cái đoạn như vậy ấy, lúc mà chơi ấy, có nhiều người chơi họ sẽ cảm thấy là không đủ cái mục đích, không đủ cái khích lệ để họ có thể đi khám phá hành tinh. Tốn lượt mà ít điểm nữa. Nên thành ra là họ cứ tập trung đi vào cái chuyện là giao hành khách và bắt khách thôi. Nó được nhiều điểm hơn rất là nhiều luôn. Và nó đẻ ra một cái vấn đề khác ấy, đó là trong quá trình chơi, khi mà chơi theo cái lối mòn như vậy ấy, thì cuối game ấy nó sẽ rất là dị luôn. Sẽ có 1 hay 2 hay 3 hành tinh gì đó nó chưa được khám phá mà, thì nó sẽ còn toàn hành khách của những hành tinh đó thôi. Nên là cái cảm giác chơi lúc đó nó cảm thấy hơi bị uể oải, nó không còn vui, nó không còn thú vị nữa. Về cái số lượng người chơi thì mình thấy hợp lý nhất trong trò chơi Wormholes này, thì mình sẽ khuyên là các bạn nên chơi 4 người. Còn thứ hai là nên chơi 3 người. Tại vì sao? Tại vì đối với mình này, thì trong quá trình mà mình chơi game ấy, mình rất là thích những cái game mà nó cho mình những cái sự lựa chọn để mình có thể thực hiện những cái nước đi thông minh. Thì những cái cảm giác đó trong Wormholes nó sẽ có được khi mà mình có thể tận dụng được những cái Wormholes của mình cũng như những người chơi khác để tạo thành một cái con đường đi để mình có thể ghi được rất là nhiều điểm trong lượt luôn.
khi mà các bạn chơi 3-4 người ấy, thì các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Tại vì là người chơi sẽ liên tục mở wormholes ra, đặc biệt là trong 5 lượt đầu tiên. Các bạn thấy wormholes đầy rẫy luôn. Và khi mà có nhiều wormholes thì các bạn sẽ có cơ hội để thực hiện những nước đi thông minh, để chứng tỏ mình thông minh hơn người chơi khác. Nhưng mà tại sao mình không khuyên chơi 5 người? Tại vì khi các bạn chơi 5 người ấy, wormholes sẽ quá nhiều, nó đầy rẫy luôn. Thành ra nhìn nó khá là ngộp và các bạn dễ bị choáng nữa. Và cái thứ hai là khi mà các bạn chơi 5 người ấy, cái quá trình cạnh tranh nhau, đấu đá nhau để giành cái hành khách ấy, nó diễn ra khốc liệt hơn nhiều. Tại vì các bạn thấy là hành khách có bị bóc liên tục, thả bài liên tục, nó diễn ra nhanh quá. Và khi mà các bạn phải chờ tới 4 lượt nữa mới tới lượt của mình lại, thì lúc đó những cái hành khách mà các bạn muốn ấy, nó không còn nữa rồi. Nên thành ra 3-4 người chơi là hợp lý nhất trong trò chơi wormholes. Mình không khuyên ở 2 người đâu nha. Tại vì 2-1 người chơi ấy, các bạn tạo ra có số lượng wormhole quá ít. Mà cả cái game này mục đích của nó là tạo những cái con đường đi để các bạn hãy tận dụng được cái wormhole, các bạn tốc biến qua những vị trí khác nhau để có thể ghi điểm. Hai người chơi thì các bạn có dùng wormhole của người kia và wormhole của mình. Thành ra nó rất khá là nhạt nhẽo, nó không có cao trào gì cả. Chơi nó cứ bình. Nên mình không thích khi mà chơi wormhole với hai người là vậy. Điều mà mình thích nhất trong trò chơi wormhole này cũng chính là cái hệ thống wormhole của nó luôn. Nó thật là cái hệ thống này rất là vui, đặc biệt khi mà các bạn chơi ở số lượng người chơi 3-4 người ấy. Tại vì các bạn tưởng tượng cái quá trình mà các bạn xây dựng những cái wormholes này, nó giống như là các bạn xây dựng một cái đường ray xe lửa vậy. Mỗi cái hành tinh là một cái trạm tàu, và ở mỗi cái trạm tàu đó là các bạn sẽ bắt khách và các bạn sẽ thả khách. Tuy nhiên mà khi mà cái thứ tự của những cái trạm tàu nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là có người chơi như mình sẽ đi theo đường xanh đỏ tím vàng, có người khác sẽ là vàng đỏ tím xanh, vân vân. Thì khi mà có những người chơi họ có những cái thứ tự, những cái wormhole khác nhau nối những cái ga này lại, những cái hành tinh này lại với nhau, thì nó sẽ trộn lẫn với nhau tạo thành một cái hệ thống giao thông rất là phức tạp. Và khi mà các bạn nằm trong cái hệ thống giao thông đó, các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn về các bạn sử dụng những cái con đường của ai, con đường nào để các bạn có thể tới được nơi các bạn cần tới, cũng như là giao hành khách ở những nơi các bạn cần giao. Và đặc biệt là nếu như mà trong lượt các bạn có thể tốc biến được 3 lần tới 3 địa điểm khác nhau để làm đầy đủ được những cái hành động mà các bạn muốn làm ấy, cái nó sẽ tạo ra một cảm giác cực kỳ thỏa mãn, giống như là các bạn vừa tìm được kho báu bằng cách lần theo những dấu vết bánh mì vậy. Rất là hay. Mình thật sự là chơi cái này mà chơi 3-4 người ấy, mà làm những cái hành động wormhole như thế này cực kỳ vui luôn. Còn về những cái mà mình không thích ấy, thì nếu như lúc nãy mình đã đề cập sơ qua về cái chuyện là số lượng người chơi ở 2 người thì chơi nó không vui bằng. Mà cái mà mình làm mình ức chế nhất, mình không thích nhất trong cái trò chơi wormhole này, đó chính là độ ngẫu nhiên, độ may mắn từ cái việc rút bài. Cái việc rút bài nó như thế này: các bạn rút bài để các bạn tìm được khách hàng, để các bạn giao hàng ở những cái hành tinh tương ứng. Nhưng mà nhờ một cái sự may mắn nhất định nào đó, nhờ ông bà phù hộ hay sao đó, mà khi các bạn bóc bài ấy, vô tình là những cái bài hành khách của các bạn nó phù hợp với cái đường đi của các bạn. Bạn có tin được không, có một lần trong một cái lượt nào đó ấy, mình có được tới tận 14 điểm sau khi kết thúc lượt chỉ nhờ việc giao hành khách thôi. Tại vì mình giao được 3 hành khách nha, cái sau mình rút bài, mình rút thêm được những hành khách hợp lý nữa. Thế là mình lại giao tiếp được thêm 4 hành khách nữa. Thành ra là mình có tới tận tổng cộng là 7 hành khách được giao, 14 điểm, quá dễ dàng. Vì những cái trường hợp như vậy mà các bạn sẽ thấy là cái việc mà đi khám phá những hành tinh mới nó không cần thiết nữa. Tại vì trong một lượt các bạn lấy được 8 điểm thì tội gì các bạn phải lấy 3 điểm trong một lượt khi khám phá một cái hành tinh mới. Thì đó là cái lý do tại sao mà cái độ may mắn, cái độ ngẫu nhiên ấy, nó đã làm mất đi cái niềm vui khi mà chơi cái trò chơi wormholes này. Một điểm nữa mà mình không thích ở trò chơi wormholes này, đó chính là những cái mặt cơ bản của các cái miếng vũ trụ. Như các bạn đã biết ấy, thì mỗi cái miếng vũ trụ này nó có hai mặt, một mặt cơ bản và mặt nâng cao. Thì trong mình setup ấy, các bạn có thể trộn giữa mặt cơ bản và mặt nâng cao với nhau. Nhưng mà thành thật mà nói, cái mặt cơ bản chơi rất là nhàm chán luôn. Tại vì nó sẽ không đưa cho các bạn những cái sự lựa chọn nào khác để giải quyết cái vấn đề của bạn, để thực hiện cái hành động trong lượt của bạn cả. Thành ra là trong lượt các bạn bị phụ thuộc hoàn toàn vào những cái wormhole tokens để thực hiện hành động, để làm những nước đi thông minh. Nhưng mà nếu mà các bạn chơi cái mặt nâng cao nhé, thì các bạn sẽ thấy được nhiều những cái hay hơn. Chẳng hạn như là hố đen vũ trụ này, những cái wormhole của vũ trụ này, hoặc là những cái tia sáng mặt trời giúp các bạn bay nhanh hơn, bay xa hơn. Nó giới thiệu cho các bạn nhiều công cụ để các bạn giải quyết vấn đề của các bạn một cách thông minh hơn. Nên là nếu mà các bạn chơi mặt nâng cao thì cái cảm giác, cái trải nghiệm nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái việc các bạn chơi ở mặt cơ bản. Đối với mình thì wormholes là một trò chơi dễ học, dễ chơi và tương đối dễ tiếp cận. Games nó giới thiệu hai cái vấn đề khá là hay, đó là làm thế nào mà các bạn xây được một cái hệ thống wormholes mà ai cũng muốn sử dụng để bạn có điểm. Và cái thứ hai đó là làm thế nào bạn có thể tối ưu hóa được những cái hành động trong lượt của bạn để bạn có thể được tối đa số điểm mà các bạn cần thiết. Chẳng hạn như làm thế nào các bạn vận dụng được những cái wormholes này, hay là vận dụng được những cái gì có sẵn trên bản đồ để các bạn có thể giao khách hàng càng nhiều càng tốt.
Game cũng tạo rất là nhiều cơ hội để các bạn có thể thực hiện những nước đi thông minh. Khi mà các bạn thực hiện những nước đi thông minh này xong ấy, các bạn sẽ thấy cực kỳ thỏa mãn, các bạn sẽ thấy cực kỳ mãn nguyện luôn. Và các bạn sẽ cảm thấy mình thông minh thật đấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì Wormholes nó sẽ có hai cái trở ngại khá là lớn cho mình. Một đó chính là cái việc mà người chơi có thể dây dưa trong cái việc kết thúc game, khiến game nó bị kéo dài quá mức không cần thiết, không còn hay nữa. Và hai, đó là cái độ may mắn trong cái việc mà người chơi có thể bóc thêm được những hành khách mới. Cái độ may mắn này đôi khi nó cũng sẽ tạo ra một ức chế không nhỏ đâu. Nếu như mà các bạn thấy hai cái trở ngại đó không quá lớn và không quá to tát thì các bạn nên thử qua trò chơi Wormholes này, một trò chơi filler nhưng không hề thiếu những tính toán đâu nhé. Và đó cũng là phần kết cho tập ngày hôm nay, tập giới thiệu những cảm nhận của mình về trò chơi Wormholes, một trò chơi được thiết kế bởi nhà thiết kế Peter McPherson và được phát hành bởi nhà phát hành AEG. Mình hy vọng với video này thì mình đã giúp cho các bạn biết được liệu trò chơi Wormholes nó có thích hợp với các bạn hay không, cũng như là liệu các bạn có nên thử chơi qua trò chơi này hay không. Và nếu như các bạn thấy cái nội dung này có ích thì đừng quên ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những video liên quan tới board game một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình là Hải Đăng đến từ Dungeons & Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.